Công an thành phố Cao Lãnh vừa phối hợp trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm Đồng Tháp kiểm tra căn nhà số 80A, phường 6, thành phố Cao Lãnh của ông Nguyễn Tấn Hữu, sinh năm 1974 thuê để kinh doanh sản xuất chả cá. Qua kiểm tra cơ sở ông Hữu không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và thủ tục bảo vệ môi trường. Lực lượng công an đã cho test nhanh mẫu chả cá thành phẩm, kết quả dương tính với hàng thè Ông Hữu khai nhận số hàng the trên mua ở thành phố Hồ Chí Minh về, sau đó ước vào 286 kg chà cá thành phẩm rồi đem đi bán ở thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long. Trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm Đồng Tháp tiến hành lấy mẫu chà cá thành phẩm để giám định. Liên lượng công an lập biên bản vi phạm, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở tạm ngưng hoạt động để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.